cười chứ. Mặt to quá đấy, nhìn kìa. Anh ngồi dịch anh trước đi. Đây. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các bạn. Anh ngồi dịch anh trước đi cho mặt. Đây rồi. Đấy. Xin chào tất cả mọi người, đã lâu lắm rồi, hôm nay là tối chủ nhật. Chúng ta sẽ làm gì đây? Đừng đi chơi ở đâu cả, mà hãy ở nhà học tiếng Nhật với thầy Dũng và cô Thanh. Xin chào. Xin chào mọi người. Cuối tuần mọi người vui không? Trời. Hôm nay mình không đeo kính nên mình chẳng nhìn thấy comment gì cả. Ủa, bao nhiêu team kìa. À, xin chào. Bé nghe nè. Háo hức. Háo hức cái gì? Waka waka stand up. Chào Thúy Bùi. Chào Hà Mị. Chào Long Kim Dương. Konbanwa. Konbanwa. Anh ngồi dịch vào đi. Kêu à, tên kì gà yì desu nè, Hà Nội đề. Atsu ku nai shi. Cái gì? Em chả nhìn gì cả. Hôm nay mình không đeo kính, mình không nhìn thấy gì cả. Taberu koto to neru koto desu. Taberu koto to neru koto desu. Là nichi yobi desu ne. Hai. Xin chào. Kokoryu à. Tiểu tiểu rồng. Mai Phương, Bích Phương, Quang Hưng và Long Kim Dương. Là năm học, nó năm học được. Ok, nó năm học được, không có gì cả. Hôm nay nờ nào học được cái này trong giao tiếp với mọi người. Dạy N3 nha thầy. Dạy một vài từ giao tiếp mà hầu như là nhiều người không biết. Nhưng mà thực tế hàng ngày thì gặp rất là nhiều. Với cả trước khi vào bài mới thì không biết là mọi người có nhận ra một điều đó là Trang Dũng Modi của chúng ta bây giờ đã lên 6 số rồi không? 6 số like, lượt like, thích ấy mọi người. 100.444.000 người. 100.444.000 like thôi. Lượt like fanpage thôi. Hai. Bài hát đang nghe này, tí nữa chúng ta sẽ học. Nagori Yuki. À, với cả em nói luôn là hôm trước khi mà bọn mình cũng canh xem bạn nào like thứ 100.000 cái fanpage thì bọn mình sẽ gửi tặng bạn ấy một phần quà. Đó là một khóa học online. Tức là bất kỳ một khóa nào mà bọn mình đang có ở trên trang web dungmodi.com thì có nhắn tin về cho bạn đấy rồi nhưng mà không thấy bạn ấy trả lời gì cả nên là không biết thế nào đấy. Hi Lê Mạnh Hùng. Xin chào Lê Mạnh Hùng. Xin chào. Xin chào Bắc Vinh. Kìa em lại được khen kìa, cô Thanh nay xinh quá. Vừa trang điểm mãi đấy. Chào Thắng Tương. Bối Son. Nhiều như thế nào? Ở Hải Phòng anh chưa có trung tâm. Nhưng mà anh đang dạy online có trang web online zoomodi.com. Chào Nguyễn Trung Hiếu. Konbanwa. Konbanwa. Minasan konbanwa. Chào Thoa Nguyên. Konbanwa. Oppa Lý. À, có mấy bạn mà hỏi bảo reply lại cái tin nhắn á thì bởi vì là thứ bảy chủ nhật thì bọn mình cũng không có làm việc á nên là có gì đến thứ hai nhá, hẹn mọi người đến thứ hai, sáng thứ hai các bạn phụ trách, các bạn sẽ trả lời tin nhắn lại luôn. Chắc là thứ bảy cũng làm việc nhưng mà không kịp, thứ bảy thì làm việc đến 5 giờ chiều thế á. Còn hôm chủ nhật hôm nay thì không làm việc. Nên là thứ hai chắc chắn là những tin nhắn của các bạn sẽ được hồi đáp. Thường là bọn mình không cố gắng để không bỏ qua một tin nhắn nào cả, kể cả mail các thứ nữa. Còn cao không hạt nữa không kìa. Mọi người cứ như mình xem, nếu mà lúc ốm thì làm sao mà chịu được cái cảnh ăn miếng cam mà mồm mà còn thấy bao nhiêu là hạt. Sướng nha. Học lên N3 á. Học lên N3 thì cứ vào trang web học rồi. Con đang nghe hả? Trung tâm chưa mở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chào bạn Tiến, chào bạn Phúc Tài. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ngay cả buổi tối thì chúng ta vẫn có thể chào được Ohayou gozaimasu nếu mà đó là lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau trong ngày. Ngày xưa khi mà mình mới đi sang Nhật á, đó là một cái văn hóa. Mình không biết, thế là đi làm thêm này hay là đi lên lớp buổi trưa rồi này
buổi trưa, rõ ràng buổi trưa đi lên lớp rồi nhưng mà mọi người vẫn cứ chào Ohio, các thầy cô giáo cứ gọi mình là Ohio, chào mình Ohio. Rồi đi làm buổi tối rõ ràng 10 giờ đêm rồi vẫn cứ chào Ohio gozaimasu. Đây là Ohio gozaimasu vào buổi tối không sao cả. Nếu mà gặp nhau lần đầu tiên trong ngày đúng không? Không vấn đề gì đâu, cứ tự tin nếu mà vào đi làm thêm ấy, nếu mà được người ta chào là Ohio gozaimasu mình cũng là Ohio gozaimasu, tự tin lên nhá. Cái này thực ra là cái nhà nữa. Em gái của mình hôm trước cũng nhắn tin về bảo chị ấy, chị sao em đi làm buổi tối mà các bác ở đây đến nơi các bác lại chào là Ohio gozaimasu, thế xong rồi em chào lại là konnichiwa. Đấy. Thì đó là lý do bởi vì là cứ gặp nhau lần đầu tiên trong ngày người ta sẽ chào nhau là Ohio gozaimasu. Tất nhiên là ngủ dậy thì chúng ta sẽ chào Ohio rồi. Thả tim đi. Thả tim. Sao không ai thả tim nữa? Các bạn hỏi về khóa học online thì các bạn vào trang dungmodi.com nhé. Trong đấy sẽ ghi rất là rõ ràng. Hoặc là các bạn cứ nhắn tin lại xong rồi các bạn phụ trách bên mình sẽ trả lời ngay lập tức nhé. Nhìn cảnh này nhớ đến video ngày hôm của Thanh bị đau rồi bóc cam cho ăn nguyên hạt kìa. Ôi rồi ơi. Tháng 2 thì đến tầm khoảng tháng 8 thì chúng mình sẽ hoàn thành xong. Mấy hôm rồi cũng bận á, bắt đầu từ hôm qua mình bắt đầu dục dịch làm các clip N2. Và gì nhỉ? Tuần sau thì bọn mình cũng sẽ cố gắng quay những cái clip tiếp theo về ngữ pháp của N2 nữa. Lần này thì trông cậy cả N3 thì tùy vào từng người. Người nào học nhanh thì 3-4 tháng, người nào học chậm thì 5-6-7 tháng. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment lại xong bên mình sẽ cố gắng trả lời hết vào trong này nhá. N2 khó quá, nếu mà chúng ta học chắc N3 thì N3 mà được tầm 150 điểm thì N2 chắc chắn sẽ đỗ đấy. N2 không có gì khó cả. Không dạy à? Mọi người cứ hỏi cái gì á? Tìm đấy anh chị, tìm đấy anh chị. Vàng hết cả mồm. Thằng cam vàng mồm. Môn này mấy? Môn đề này là không có nghĩa gì, không vấn đề thôi. Môn đề này. Với cả thực ra còn không có hơn đâu. Một tháng nữa là thi rồi, không biết là mọi người học hành thế nào rồi. Teo gì đấy, tsunagu. Nắm tay đúng rồi, teo tsunagu. Teo tsunai đấy, nắm tay anh đi. Xin thầy nào có học chữ Hán đi ạ. Chữ Hán các bạn muốn học nguyên chữ Hán á. Nhưng mà thực ra rất là ít thôi, nên là mình không để chữ Hán. Ok, dạy luôn này. Dạy à? Bao nhiêu người rồi? Bây giờ là 9.000, wow. 9.000 người. 900 người. 900 người à? Mắt bị hoa này. Chưa biết gì à. Chào Lan Hoàng. Genki desu ka? Một tí nữa là chúng ta sẽ cùng nhau học luôn nhá. Đến tầm 1.000 người mình sẽ học luôn nhá. Dạo này có vẻ lượng vào xem khá là đông. Dạy luôn nhá. Hay dạy luôn? Dạy luôn này. Cho đến 1.000 thì 956 rồi. Cô Thành sinh tóa kìa. Sướng quá. Nhưng mà cái hôm trước mà mình quay clip ốm ốm ấy mọi người ơi, trời đất. Cái bôi bôi hôm nào mình ghi rõ ràng rồi đúng không? Ví dụ màu sắc thì nó hơi có cái màu đấy. Crop bôi, syrup bôi. Hoặc là nó đi với những cái động từ ấy, ví dụ một vài động từ như là akip bôi, akiru, akip bôi sẽ thành là nhanh chán. Hay là wasure được thành wasurep bôi sẽ là nhanh quên. Hay là okuripoi, okuru đúng không? Là okuripoi sẽ thành dễ cáu giận. Tức là bản thân, ví dụ như bản thân mình thì là wasurepoi, nhanh quên lắm. Còn một cái nữa cuối cùng đó là nó đi với những cái danh từ chẳng hạn. Đúng rồi, danh từ thì ví dụ như là kodomopoi sẽ thành là trông trẻ con, ví dụ con. Là Dũng sensei kodomopoi desu ne. Đấy. Hay là gakusei gakusei là gì nhỉ? Trông giống học sinh. Đúng nhỉ? Hay là otoko poi. Hai. Son Fujiwara-san. Genki desu yo. Dạy đi kìa. Hôm nay dạy cái gì? Ok, 1.000 người chúng ta dạy luôn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học như bọn mình cũng ghi tiêu đề đó là Koyu, Soyu, Ayu. Gì nhỉ? Hồi sơ cấp thì chúng ta sẽ học những cái từ như là Konna. Konna yarikata. Cách làm như thế này. Đúng rồi. Konna hong. Hay là Sonna là như thế đúng không? Sonna. Hay là Anna là như vậy. Anna là như vậy. Ok. Thì khi mà mình sang Nhật á, giờ cái này nó mình chả thấy nó ghi trong sách á, nhưng mà sang Nhật thì mình lại thấy người ta nói rất là nhiều. Konna thì nó biến thành là gì nhỉ? Koyu. Đúng rồi, koyu. Các đọc koyu. Koyu. Koyu đọc cái bình thường koyu đấy nhé. Koyu.
koyu yarikata, koyu hong, koyu hito, tức là nhé, đứng đằng sau sẽ thành danh từ. Tắt bỏ. Tiếp theo là gì nhỉ? Sona thì sona hong, sona yarikata, sona tabikata, đúng không? Sona televi, sona pasukon, tức là. Sona mise. Thì bây giờ là gì nhỉ? Soyu, nhé. Soyu hito, soyu mise, soyu hong, soyu yarikata, nhé. Soyu setemei shikata, soyu kotoba. Tiếp theo đó là gì nhỉ? Anna, đúng không? Anna thì bây giờ mình có, mình sẽ nói là ayu, tức là hai chữ A nhé. Ayu, chân âm của A là A mà, đúng không? Ayu yarikata, ayu hito, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể nhé. Ok, mọi người nhớ nhé. Koyu, soyu và ayu. Ayu. Em muốn thầy, ví dụ em đặt câu này. Em muốn thầy dạy cho em những cái từ như thế này này. À, ok. Thế từ như thế này của chúng ta sẽ là koyu kotoba. Koyu kotoba. Bây giờ, thầy ơi, em muốn thầy dạy cho em những cái từ này đúng không? Sensei, koyu kotoba o oshiete moraitai desu. Koyu kotoba o oshiete moraitai desu. So desu ne. Ok, hai. Hay là đặt câu như thế này. Mình nghĩ là nếu mà làm theo cách làm như thế này thì sẽ giỏi lên đấy. Đúng rồi, chúng ta sẽ dịch từng chữ một nhá. Đây là cách làm như thế này sẽ là koyu yarikata. Bằng cách làm như thế này. Rồi. Nếu như làm bằng cách này thì sẽ giỏi lên đúng không? Koyu yarikata de yareba jōzu ni narimasu yo. Jōzu ni narimasu yo. Hay là umaku naru to omoimasu yo. Ok. Koyu yarikata de umaku naru to omoimasu yo. Hay là nếu mà làm theo cách này thì sẽ nấu được món ăn rất là ngon đấy. Thế nói là gì nhỉ? Koyu yarikata de yareba desu ne. Ryōri o oishiku dekimasu yo. Ok nhỉ? Ok. Hai. Hai. Tiếp theo hay là gì nhỉ? Bình thường chắc là trong văn nói đời thường bây giờ hiện nay các bạn đang rất là nghe câu này rất là quen. Koyu fu ni. Koyu fu, fu là kiểu. Chữ fu đúng không? Fu. Koyu fu ni. Đấy. Thì sẽ là koyu fu ni yatte kudasai. So desu ne. Koyu fu ni. Em làm kiểu như thế này này. Đúng không? Em làm như thế này này thì koyu fu ni yatte kudasai. Hay là vào hiệu cắt tóc đúng không? Có trong ngoài Mina có rồi đấy. Koyu fu ni kitte kudasai. Đúng rồi, anh chị cắt cho em cái kiểu tóc như này, giơ cái bức ảnh koyu fu ni kitte kudasai. Cắt đúng không? Koyu fu ni. Đúng rồi, koyu fu ni. Đúng rồi. Tiếp theo. Hay là koyu kangai kata de desu ne. Koyu kangai kata de yoroshi desu ka? Đấy nhỉ. Với cách suy nghĩ này thì có được không ạ? Hay là như thế này nhá. Cô khi mà ai đó đang giải thích cái gì đó làm cho mình nhá. Ví dụ mình vừa mới vào trong quán ăn chẳng hạn, người ta bắt đầu hướng dẫn mình cách làm á, thì mà người ta mà cô yatte làm như thế này này, ý người ta muốn nói làm như thế này này. Cô yatte so yatte nhá, hiểu chưa? Cô nhá, cô yatte. Ok, chào mõm. Hay là chúng ta nói là mình giải thích như này mọi người hiểu chưa đúng không? Koyu fu ni setsumei shita ra minasan wakarimashita ka? Gì nhỉ? Ok. Thế thì cũng giống với từ koyu này, chúng ta dùng đến soyu thì mình cách kết hợp thì vẫn như vậy, cách dùng thì là cái kiểu như thế nhỉ? Cái kiểu như thế. Soyu này, soyu. Bây giờ mình cho một ví dụ này. Vào ngày cuối tuần chẳng hạn. Có rất là nhiều bạn trẻ, dành nhiều thời gian gì nhỉ? Câu này hơi dài nhỉ? Ngắn thôi. Vào ngày chủ nhật thì có rất là nhiều người thường hay chat Facebook. Có rất là nhiều người là gì nhỉ? Hito ga oi. So desu ne, hito ga oi. Hito ga oi. Chat Facebook. Cuối tuần và cuối tuần. Shumatsu. Shumatsu ie de Facebook de chat suru. Hito ga oi. So desu ne, chat suru hito ga oi. Mình đang nói là có rất là nhiều người gì nhỉ? Vào ngày cuối tuần thường hay chat trên Facebook á. Hay là xem ở nhà xem TV chẳng hạn. Thì khi đó thì em sẽ nói là gì nhỉ? Thế thì cái kiểu công nhận là cái kiểu người như thế thì nhiều nhỉ? So desu ne, yappari soyu hito ga oi desu ne. Được nhỉ? So desu ne, yappari soyu hito ga oi desu ne. Được chưa? Hay là gì nhỉ? Mình học tiếng Nhật á, đúng không? Bao giờ mình học chữ Hán trước chẳng hạn. Đúng không? Thì mình sẽ nói là Nihongo o benkyou suru toki itsumo kanji o sakki ni benkyou shimasu. Thế thì mình sẽ nói câu gì đây nhỉ?
À, soyu yarikata wa ii desu ne. Đấy nhỉ? Soyu yarikata wa ii desu ne. Vậy. Tức là soyu thì nó liên quan đến mình đúng không? Ừ. Thực ra cái này mình nó giống với kore sore are trong tiếng trong hồi sơ cấp rồi. Đây thì mình chỉ được nghe thêm thôi đúng không? À, soyu yarikata, tức là cái cách làm của anh như thế thì thật là ok nhỉ? Đấy nhỉ? Hay là cách từ ví dụ khác anh? Soyu. Em nói đi xong anh nói soyu. Tức là em phải nói về vấn đề gì đó xong anh nói show you. Hey, ví dụ như em nói bộ phim này đúng không? À, この動画を何回も見ましたよ。面白かったですよ。Em nói là gì nhỉ? Ồ, cái bộ phim này em xem nhiều lần lắm rồi, rất là thú vị đấy. Thế xong anh sẽ nói là show you 方はいいですね. À, là phim cơ mà. Show you 動画はいいですね. Ừ, đúng chứ nhỉ? Tức là, à cái kiểu như thế thì được đấy nhỉ? Hay là cái bộ phim này ok đấy nhỉ? Nhỉ? Hey. いいんですか。はい。はい。注意してもらえませんか。見てるんですよ。でも大先生は今日はメガネをかけてないから。あ、mình nói ngay từ đầu. コメントが見れないんですね。Hôm nay mình để quên kính ở công ty nên là mình không nhìn thấy comment mọi người chỉ biết nói thôi. Nhưng mà thay vào đấy thầy Dũng sẽ đọc thay. Tiếp theo IU ですね. IU tức là hai cái đang ở xa người nói đúng không? Hay. Ví dụ về bộ phim hôm qua chẳng hạn. Ừ. Đúng không? Kino mita eiga wa dou deshita ka? IU doua wa amari omoshiroku nakatta desu yo. IU có đọc. IU. Cả lớp mọi người cùng đọc nhá. IU doga. IU eiga. À, IU eiga ですね. IU eiga amari omoshiroku nakatta desu yo. Đúng không? Đi xem phim rồi xem phim mà phim gì em chưa 18 chẳng hạn. Cuốn sách hôm qua, cuốn sách hôm qua thế nào? Rẻ lắm, mua chứ. Kino mita hon wa dou desu ka? Yasui yo. Kaimasu ka? Demo ayu hon wa ima ano hichiyou dewa arimasen desu kara. Desu ne. Thế nhưng mà cái quyển sách đấy bây giờ tôi không có cần lắm, đấy nhỉ? Hay là ayu hon wa amari omoshiroku nai desu yo. Đấy nhỉ? À, cái quyển sách đó cũng không hay lắm đâu, đấy nhỉ? Ayu hon wa yoku nai yo. Kawa nai hou ga ii desu yo ne. Reibun ga sukunai kara. Hai. Bởi vì nó ít, ví dụ. Được chưa? Hay là hôm qua anh đi xem mặt một đứa đúng không? Xong rồi thấy bảo kino atta onanoko wa dou deshita ka? Ai u onna no hito wa nani ka aimashita. Tức là gì ạ? Cái người con gái kiểu như thế tôi đã gặp mấy người rồi. Nani ka aimashita. Ai u onna no hito wa ne nankai mo mimashita. Aimashita ne. Cái kiểu người như vậy đúng không? Hay là bây giờ chúng ta đang nói chuyện về một anh, ví dụ anh Sơn Tùng chẳng hạn đúng không? Sơn Tùng MTP wa ikemen da shi uta wa jouzu de jouzu da shi demo aiu hito wa amari suki dewa nai. Nhưng mà tớ lại không thích cái kiểu người lắm đâu. Đấy nhỉ? Hai. Ano hito wa ano hito wa watashi no okane o karite mo mada kashite kure nai. Kaeshite kure nai desu ne. Vẫn chưa trả tiền tôi. Thế thì em sẽ nói gì bây giờ? Ayu yatsu wa ichiban daikirai. So desu ne. Ayu yatsu wa ichiban daikirai. Đấy nhỉ? Cái kiểu người như thế thì tao ghét đặc luôn á. Đấy nhỉ? À, ở đây có một từ đó là từ gì nhỉ? Yatsu. Hai. Thế nhân tiện đây bọn mình sẽ ok xong về cô yêu, so yêu, ai yêu. Ok nhá. Thế bây giờ bọn mình sẽ dạy mọi người nhân tiện cái từ cuối cùng là từ yatsu. Desu ne. Yatsu là gì anh? Yatsu có hai nghĩa. Được chưa? Nghĩa thứ nhất mình vừa nói xong. Ai yêu yatsu ga ichiban daikirai. Nó là thằng hay là gã hay là hắn. Nó ghét rất dễ thẳng như thế. Cô yêu yatsu wa daikirai desu yo minasan. Cái kiểu thằng này thì thì mình ghét lắm luôn á. Đó là nói về người đúng không? Cô yêu yatsu ga daikirai. Các đọc yatsu. 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 Ok. Yatsu. Cô yêu yatsu ga ai yêu yatsu ga daikirai. Tức là hắn thằng nhá. Hay là aitsu wa aitsu na thằng đấy nhá. Aitsu wa warui yatsu da. Aitsu wa warui yatsu da. Tức là aitsu na thằng đấy là một thằng rất là đẻo. Thấy chưa? Người xấu warui mình tính là đẻo cũng được. Hay. In desu ka? So desu ne. Thế theo nghĩa thứ hai của yatsu. Nghĩa thứ hai của yatsu đó có nghĩa là cái hay là loại. Nó là một danh từ nhá chưa? Nên đằng trước nó thường sẽ đi là tính từ chẳng hạn. Nghĩa là tính từ hay là động từ dạng thường. Thấy chưa? Ví dụ là các bạn đi làm chẳng hạn. Thằng tiên trồ nó bảo mày mang cái to to ra đây. Cái chứ. Cái to to thế là gì? Okiyatsu wo motte kite. Hai. Các bạn đọc okiyatsu.
Okiyatsu motte kite. Okiyatsu motte kite. Hai. Em đặt tiếp câu. À, cái bé bé không cần đâu. Chisai yatsu iranai desu yo. Hai. Chisai yatsu iranai yo. Hai. Yatsu nhớ chưa? Nhớ yatsu nhá. Không phải không có chữ nhỏ, chỉ cần yatsu thôi. Yatsu. Yatsu ですね. Nhớ nhá, một yatsu là chỉ người, cái thằng đó, cái gã đó. Và hai yatsu là chỉ cái vật đó chứ nhỉ. Và ngoài ra có một cái gì liên quan đến yatsu anh? Yatsu. Thêm chữ O vào đường trước, tại sao cả? À, thôi được rồi, để yên. Thôi, cứ dạy đã. Bây giờ chúng ta sẽ thêm chữ O vào đường trước, oyatsu. Oyatsu là? Là đồ ăn vặt. Đúng rồi. Như là bim bim này, hay là quả mận, quả mơ này, đúng không? Nhân tiện là thầy dạy luôn, đúng không? Đang mà thầy yatsu nhá. Đó là oyatsu, là khi mà chúng ta ăn, đúng không? Là đồ ăn vặt linh tinh á. Lạc luộc này, lạc luộc cũng là oyatsu này. Thôi, bạn này có nickname là lạc luộc này. Lạc luộc là gì đó? Yude, yude được lakase. Đúng rồi. Lakase là cái củ lạc nhá. Còn cái hạt lạc là peanuts. Nên là yude, yude lakase. So desu ne. Hai. Wa. Oyatsu desu ne. Oyatsu đúng rồi, con viết này. Mẹ cún viết đúng rồi, oyatsu. Ừ. Ừ. Okasan, oyatsu moratte mo ii desu ka? Mẹ mẹ cho con tí đồ ăn vặt với nhá. Hai, okasan oyatsu moratte mo ii. Bạn này đây có một bạn bạn Đỗ Việt Thiệu này ghi là otsumami. Otsumami là đồ nhắm. Otsumami đồ nhắm khi mà người ta uống rượu. Được chưa? Ví dụ lạc rang chẳng hạn, đúng không? Mấy ông nhắm rượu Việt Nam thường lạc rang này. Hôm nay mọi người comment gì nhiều ấy. Anh đọc. Không có mà. Nhưng mà nhiều quá, tại vì mình đang giảng. Hai. Bọn mình cứ giảng một mạch nhé mọi người nhé. Tiếp theo, thế thì xong chúng ta đã qua được koyu, soyu, ayu và yatsu ですね. Yatsu thì có hai nghĩa, một là người hay là vật, và một cái từ oyatsu dạy kèm thêm, đó là những cái đồ ăn vặt thêm, đúng không? Thế thì sang phần cuối hôm nay bọn mình live cũng ngắn thôi. Sang phần cuối này bọn mình sẽ dạy về một ngữ pháp, đó là tố y na ですね. Tố y kedo, hay y ですね. Tố y kedo, tố y ですね. Thì cái này là gì hả em? Đây là mẫu pháp liên quan đến N4 là mình thấy trong cuốn Shinkansen Master N4 nó có dạy á. Tuy nhiên thì em còn thấy trong cả N3 mà trong phần ngữ pháp cũng có đấy, khi làm bài tập có đấy. Toina đấy. Đây là toina. Hay là tính từ đuôi y thì để nguyên y. Oishi toina. Nó ăn vừa nấu ngon thì là tốt nhỉ. Y kê đồ cũng được. Y kê đồ nhé. Thế còn về danh từ và tính từ đuôi na thì chúng ta thêm chữ đà. Đà toina. Thì cái này có nghĩa là gì anh? Có nghĩa là giá như cái gì đó thì tốt nhỉ. Ước gì thế này thì tốt nhỉ, đấy nhỉ. Ví dụ ngày mai chúng ta đi picnic chẳng hạn. Picnic. Ok, ngày mai chúng ta đi picnic, giá như mà trời không mưa thì tốt nhỉ. Ngày mai trời không mưa thì tốt nhỉ. Asta ame ga furanai to ii na. Đúng rồi, furanai to ii na. Hoặc là hareru, nắng, đúng không? Thì là asta hareru to ii na. Tức là ngày mai trời nắng đẹp thì tốt nhỉ. Đúng nhỉ? Hoặc là ii desu ne. Hareru to ii desu ne. Asta hareru to ii desu ne. Hareru to ii kedo. Ii kedo, ví dụ như là gì nhỉ? Mình xem dự báo thời tiết chẳng hạn. Đúng không? Mình thấy mai trời âm u chẳng hạn. Bây giờ mình nói hareru to ii kedo. Ii kedo, nhưng mà tại vì theo thời tiết thì không biết nó như thế nào. Hay là mấy hôm nữa đi thi đúng không? Ui giời ơi, bài thi mà nó dễ thì thích nhỉ. Đúng nhỉ? Shiken wa kantan da to ii na. Ví dụ bây giờ mình vừa mới ra trường chẳng hạn, đúng không? Giá như mà tìm được công việc tốt thì thật là thích nhỉ, đúng không? Đúng rồi. Ii shigoto ga mitsukaru to ii desu ne. So desu ne. Ii shigoto ga mitsukaru to ii desu ne. Ví dụ bây giờ các bạn đang ở bên Nhật, vừa mới sang bên Nhật chẳng hạn, chưa tìm được việc, đúng không? Gặp mình, anh em vẫn chưa tìm được việc. Shigoto wa mara mitsukaranai n desu ga. So desu ka. Ii shigoto wa mitsukaru to ii desu ne. Hai. Hay là bây giờ nói về người yêu của mình, đúng không? En-san wo gokaku suru to ii na. So desu ne. Đúng là bài tốt nhỉ. Đúng không? Hay là gì nhỉ? Giá như người yêu của mình mà giàu mà lắm tiền thì phải tốt không? Taksa okane ga aru to ii na. Đúng rồi. Hay là okane mochi da to ii na. Giá mà giàu thì phải tốt không? Đúng nhỉ? Anata ga tsukutta ryori ga oishii to ii na. Câu này mọi người dịch là gì? Giá mà cái đồ ăn mà em nấu được ngon thì có phải tốt không, đúng không nhỉ? Anata ga tsukutta ryori ga oishii to ii na. Đúng không?
Ví dụ như là mình vì anh Cố Thành vừa thuê một căn nhà nó hơi hẹp hẹp một tí nhỉ. Giá như căn nhà này rộng hơn một chút thì đẹp tốt nhỉ. Ừ, sẽ là Hayagamoto hiroi toi desu ne. Ok. Ikedo ne. Hai. Ii desu ne. Hai. Ừ. Được chưa? Ừ. Hay là tiếng Nhật mà giỏi hơn một chút thì phải tốt không? Đúng nhỉ? Nihongo wa motto jozu da to ii na desu ne. Motto jozu da to ii desu ne. Hai, motto jozu da to ii desu ne. Hay là bây giờ mình vừa mới cưới xong, em vừa cưới xong thì em về nhà mới đúng không, gia đình mới đúng không? Giá như tất cả mọi người trong gia đình mà thân thiện thì thật là tốt nhỉ, đúng không? Kazoku no minna ga shinsetsu da to ii na. Minna tức là tất cả. Hai. Hai. Atarashii kazoku ga minna shinsetsu da to ii desu ne, ii desu kedo. Nhưng mà gia đình của mọi người rất là, à gia đình của mình rất là tuyệt đấy mọi người ạ. Ở đây thì. Đại gia kuru to ii na. Hay là giá mà gặp được thầy Dũng thì tốt nha. Đúng nhỉ? Dũng sensei desu ne. Dũng sensei to jisai ni au to ii na desu ne. Này. Tsuma ga kirei da to ii na. Được. Ok, được. Vợ mình mà đẹp thì phải tốt không? Đúng không nhỉ? Này. Này. Kuruma ga aru to ii na. Đúng không? Hai, ok. Thế rồi, các bạn biết cách dùng cái này mẫu này rồi nhá. Ok. Hai. Kono mo tsukuru to ii na. Hai. So, asta nichiyobi da to ii na. Đúng rồi, mai mà là chủ nhật thì có phải thích không? Đúng không nhỉ? Hai. Kobito wa senaka ga takai. À, se ga takai to ii na. Cũng được. Ii desu ne. Đấy, dạy cái mẫu này kiểu như là đụng đến ước muốn của mọi người nên là chắc là sẽ đạt được rất là nhiều câu đúng không? Ok. Được chưa nhỉ? Ai thế thì hôm nay thực ra bọn mình dự định cũng chỉ dạy như vậy thôi. Đó là dạy những cái liên quan đến koyu, soyu, ayu, yatsu. Và cuối cùng đó là to ii na, ii desu ne, ii desu kedo. Nên là mọi người thấy cái mẫu nào hay thì nhớ mang ra dùng nhá. Ok. Bây giờ anh sẽ dạy mẫu một vài mẫu pháp. À, dạy hát. Thầy Dũng dạo này đang rất là phởn vì... Các bạn có muốn nghe hát không? Học hát, nhưng mà trước khi học hát thì mình sẽ dạy cho các bạn một vài từ vựng để cho các bạn nghe được. Thực ra mình cũng đang định là sẽ làm một vài những cái clip hoặc là livestream cũng được, dạy hát tiếng Nhật cho mọi người ấy. Nên là không biết là có bạn nào muốn thích hát không thì bọn mình sẽ dạy hát. Dạy hát như vậy. Bỏ bớt kia ra để còn... Bỏ bớt gì? Anh bật màn hình cho mọi người xem. Thôi kệ. Có cho mày xem á. Bỏ nó xuống đi, không sao. Đợi tí mình bật cái bài ca nhạc này nhá. Học hát nhá. Ok. Được rồi. Trang chủ đây. Nào đi video. Đây nhá, hôm nay chúng ta sẽ học. Trên mời. Đấy. Chưa? Nagori Yuki. Nhưng mà bài này nó không có mấy thôi. Tại lý mật bài này mới có mấy được. Có lời á. Chúng ta phải nghe, có lời thì nghe được nhá. Nhìn thấy ở dưới góc không? Đây nhá. Nagori. Nagori Yuki. Kisha o matsu kimi no yoko de boku wa tokei o kini shite ru. Kisetsu hazure no yuki ga futte ru. Ochi no ata de. Anh ơi nhưng mà tối lắm. Không, xem được. Bây giờ mình sẽ dạy các bạn từ vựng nhé chưa? Kisa. Kisa là xe tàu điện này. Xe tàu điện ấy á. Ngày xưa ở bên Việt Nam mình có. Không phải tàu điện nhé chứ. Là cái đoàn tàu thôi. Yoko tức là bên cạnh. Được chưa? Ok. Đây có là Kinisteru. Kinisteru là bận tâm hay là để ý. Để ý đến cái đồng hồ của mình nhá. Tokeo Kinisteru này. Để ý này nhé chứ. Thế đây. Kisetsu. Kisetsu là mùa đúng không? Hazure tức là bị chặt đi nhớ chưa? Yuki là tức là gì nhỉ? Tuyết. Là bông tuyết nhớ chưa? Cơn tuyết thì nhỉ? Không đúng mùa. Đây chưa? Tuyết không đúng mùa thì đang rơi.
Ví dụ như là tuyết đến tầm khoảng cuối tháng 2 chẳng hạn, nó vẫn còn tuyết rơi chẳng hạn. Nhưng mà đến tháng 3 hay là vào tháng 4 rồi nó vẫn rơi chẳng hạn. Thì ý nó muốn nói là gì nhỉ? Những bông tuyết gì nhỉ? Lệch mùa, chật mùa. Chật mùa à? Không đúng mùa, đang rơi. Được chưa nhỉ? Thôi dạy một tí thôi. Không, lần đầu thôi. Bài này hay đấy, mọi người ạ. Ở đây nhá. Samishi sa, ngày trước chúng ta đã học một từ vựng đó là gì ạ? Samishi rồi. Samishi là buồn. Là buồn. Tuy nhiên có một từ hát đó là samishi cũng là buồn. So ni là có vẻ nhưng rất là buồn. Kimi tức là em, nhớ chưa? Em này. Tsubuyaku tức là gì nhỉ? Thì thầm. Thì thầm. Mình nói lại cái hoàn cảnh của cái bài hát này đó là gì nhỉ? Hai người đang chuẩn bị chia tay nhau vào cái khoảnh khắc mà gì nhỉ? Có những bông tuyết trái mùa nó đang rơi, đang đứng, họ hai người này đang đứng ở sân ga, thấy chưa? Nên như có cái câu này, Kimi ga tsubuyaku là em thì thầm đúng không? Có vẻ buồn phiền rằng tố đây mà giờ là thấy chưa? Là cái gì đó? Ừ, cái bông tuyết mà chúng ta nhìn đây, kore ga saigo desu ne. Đây là gì nhỉ? Những bông tuyết cuối cùng mà em được nhìn thấy ở Tokyo anh nhỉ? Thấy chưa? Thôi em ơi, thế thôi. Em bảo có bạn hỏi tên là bài tên là gì? Bài này tên là Nagori Yuki. Nagori Yuki nha. Ok. Dịch tiếp nha, Bây giờ Nagori Yuki này nha. Những bông tuyết nhớ nhung thì là bông tuyết nhớ nhung được. Nagori Yuki and Nagori Ramen chẳng hạn. Bát mì ramen nhớ nhung. Được chưa? Hay là Kuro Tokyo O Osiri, đây không phải là cái mông của mình đâu nhá. Đây là O Sirima, nhớ chưa? Osiri nghe mà hát Osiri thì không phải là cái mông mà là Sirima. Fuzake tức là đừng đùa. Đùa dai ấy. Hay là đùa. Sugi tức là quá rồi, đùa quá rồi. Fuzake tức là ý nói những bông tuyết này này, khi biết là những bông tuyết này này cuối mùa rồi mà nó vẫn rơi là thế nào, thật là gì nhỉ, thật là đùa quá trớn này, những bông tuyết này đùa quá trớn này, nó hàm ý như thế, được chưa? Ví dụ các bạn đừng có đùa nhá. Fuzake de na, fuzake de na, fuzake de, được chưa? Sugi tạ là gì, đùa quá trớn. Ato de, được chưa? Còn cái đoạn sau hát rất là dễ. Có cần dạy lại từ đoạn đầu, vẫn chưa hiểu đúng không? Anh dịch lại một lần nữa, đoạn đầu tiên đấy. Ừ, thế anh dịch đi. Bạn nghe nhá. Nhưng mà em bảo này, không nhìn thấy mặt anh đâu. Anh nhìn thấy á? Được chưa nhở? Tức là gì đây? Kimi no yoko de tức là bên cạnh em đúng không? Bên cạnh em đang đứng đợi xe điện. Còn anh này, bô cự là anh này. Anh thì đáng chú ý đến cái đồng hồ đúng không? Và những bông tuyết gì nhở? Trái mùa đang rơi. Rồi, được rồi. Được chưa? Vất vả quá. Được chưa nhở? Tức là gì đây? Ở đây có đoạn tố này là rồi. Bao giờ dịch đến sau trước thì nhất. Em gì nhở? Thì thầm có vẻ trông rất là buồn. Anh ơi, đây là gì? Lần cuối cùng mà đây là những bông tuyết cuối cùng mà, đúng không? Kore tức là bông tuyết cuối cùng nha. Yuki là chúng mà, Kore là chúng. Đây là bông tuyết cuối cùng mà em được ngắm ở Tokyo anh nhỉ? Đúng rồi. Kore ga, alo. Lượng người xem đã giảm một nửa. Không sao.
xuân lại đến rồi đúng không? Em đã trở nên đẹp hơn. Bây giờ hai đứa nó lại gặp nhau rồi nhá. Xong rồi gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Trời ơi, em đẹp quá. Em đẹp hơn hẳn. Dư tộ là hơn hẳn. Đẹp hơn hẳn năm ngoái rồi. Kêu lên nhiều đi mà dư tộ kỳ đến là tặng. Em đẹp hơn năm ngoái nhiều lắm rồi. Mình chỉ dành đoạn đầu thôi, còn đằng sau thì cũng mặt tự hào. Ừ. Anh mở lại từ đầu xong mình hát lại cùng nhau hát lại từ đầu nhá. Okay. Mọi người, chắc mọi người nghe thấy giọng mình nên là chúng ta sẽ cùng nhau tập hát bài này nhá. Về anh à thầy Dũng sẽ tua lại từ đầu. Xong mấy hôm nữa thì học nốt nhá. Nghe nghe có cho mình không? Có đấy. Quay mặt mình hát không? Không. Không bạn ạ. Mọi người cùng tập hát cùng nhá.時の街で君の胸も食わ時計を気にしてる季節外れの雪が降ってる東京で見る雪はどれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく名残に hết nửa đầu. Nghe tới lần hai nhá. Tới hai xem thôi, còn hôm nào có thời gian rảnh chúng ta sẽ cùng nhau học lại nghiêm túc một lần nhá. Ai cần dịch lên YouTube có. Kimi wa nani ka yōto shite iru. Kimi no kuchimiru ga sayonara to udoku koto ga kowakute shita o muite ita. Toki ga ikeba osanai toki mo otona ni naru no. Trời hay quá. Sao tiếng Nhật lại có thể có những bài hát hay như này chứ? Mọi người cố gắng học để hát được tiếng Nhật nhá. Rồi mệt quá. Mọi người thấy học hát qua như con thế này người đó, được không? Con người thì trở nên xinh đẹp hơn. Và ngược lại chúng ta học tiếng Nhật chúng ta phải trở nên giỏi hơn. Đúng rồi. Đúng không? Ngày hôm qua thì nó đã qua rồi. Và ngày hôm nay thì phải giỏi hơn ngày hôm qua. Thì lần tới bọn mình sẽ, nếu mà mọi người thấy thích những cái kiểu học hát như này thì lần tới bọn mình cũng sẽ chuẩn bị những cái buổi livestream có thể dạy hát như này mọi người nhá. Ai mà thích thế thì nhớ like Linh một cái. Linh thì các bạn lên YouTube xong search chữ Nagori Yuki nhớ chưa? Đúng rồi. Nagori Yuki. Hay. Ok. Mình dịch cái đoạn sau cho các bạn nghe này. Tức là thằng này nó gì nhỉ? Mọi người lên mạng dịch được mà anh. Anh nói qua. Nói qua tức là cái thằng này nó gì nhỉ? Nó nhìn vào cái hình ảnh của con này đang ở trong ga, tức là chia tay mà. Con này nó chui vào trong tàu điện rồi, bắt đầu nó ngó ra ngoài cửa sổ đúng không? Và như kiểu đang thì thầm rồi, bye bye anh. Nhưng mà thằng này nó sợ, sợ quá nên là nó cúi đầu xuống, không dám nhìn, si tàu mùi tạ nhé. Thế theo thời gian trôi đi đúng không? Thì
cái gì đấy, cái khoảng khoảng thời gian rồi bạn còn nhỏ thì cuối cùng em đã lớn lên rồi và thì nhỉ, em không để ý, em không để ý thì thế nào. Mùa xuân đã đến thì em đẹp hơn năm ngoái đúng không, đẹp hẳn hơn rất là nhiều rồi. Hết rồi được chưa? Mỗi năm thì chúng ta sẽ phải xinh đẹp hơn và mỗi năm tiếng Nhật của chúng ta cũng phải giỏi hơn, mọi người nhớ nhá, đừng có để bây giờ mà đang học N4, N5, N6 vẫn lấy N4, N5 không được đâu nhá. Ok. Hay. Ok, thế thì bài học của bọn mình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong lần tới nhá. Hay. Và nhớ có comment, có câu hỏi gì hay là bất kỳ những cái ý kiến thì mọi người cứ để lại comment hoặc là nhắn tin cho bọn mình thì chắc chắn là trong giờ hành chính bọn mình sẽ trả lời hết cho các bạn nhá. Được chưa nhỉ? Hay. Kino yori zozu ninata yo. Ngang phê phê. Ok, tạm biệt mọi người. Thôi chào mọi người. Bye bye. Bye bye. Đây. Mặt to quá. Bye bye.